Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật những thông tin mới nhất vừa được 30 tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc có khí hậu bất thường vào mùa hè năm nay, với nhiệt độ cực cao và lũ lụt ảnh hưởng đến hơn một nửa diện tích Trung Quốc, cùng với sự bùng phát trở lại của đại dịch với chủng loại mới và sự đóng cửa kinh tế quy mô lớn do cuộc chiến chống lại dịch bệnh trước đó. Người dân Trung Quốc đang rất lo lắng và chịu sự áp bức của ba ngọn núi lớn. Theo báo chí Thượng Hải đưa tin, Đài quan sát khí tượng Trung ương của Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, lại phát tín hiệu cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ vào thứ Bảy vừa qua. Nhiệt độ tối đa ở thành phố trung tâm, Cổ Đông, Minh Hàng và các khu vực khác sẽ vượt quá 40 độ C. Trong 5 ngày qua, Thượng Hải đã đưa ra 3 tín hiệu cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao. Hai phần đầu tiên được phát hành lần lượt vào ngày 25 và 28 tháng 7. Có 4 cấp độ tín hiệu cảnh báo nhiệt độ ở Trung Quốc là xanh lam, vàng, cam và đỏ. Màu đỏ là mức cao nhất. Nhiệt độ cao nhất do 71 trạm khí tượng quốc gia của Trung Quốc đo được đã vượt qua mức cực đoan lịch sử, trong đó Lăng Thủ ở Hà Bắc là 44,2 độ C, Cao Thành là 44,1 độ C, Chính Định là 44 độ C và Diên Tân ở Vân Nam là 44 độ C. Kể từ khi hồ sơ khí tượng bắt đầu năm 1873, Thượng Hải đã đưa ra tổng cộng 17 tín hiệu cảnh báo đỏ. Cư dân của Thượng Hải đang bị ảnh hưởng bởi loại virus chủng mới trong khi phải chịu đựng thời tiết nóng bức. Kể từ tháng 7 năm nay, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệt độ cao bao gồm Chiết Giang, Giang Tô, Hà Nam, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Nội Mông và một phần của Tân Cương. Nhiều người đã phải nhập viện vì say nắng, nhưng số người chết vì say nắng vẫn chưa được biết. Trong khi nhiệt độ cao tấn công Trung Quốc, lũ lụt cũng xảy ra ở hầu hết các vùng của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cho biết đã có 13 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong lũ lụt ở quận Bình Vũ, tỉnh Tứ Xuyên. Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc cũng có 1 người chết và 8 người mất tích. Các chuyên gia chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thời tiết cực đoan chủ yếu là do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ có thể mang theo nhiều độ ẩm hơn, có thể gây ngập lụt nếu được giải phóng. Kể từ ngày 10 tháng 7, đã có mưa lớn ở lưu vực sông Châu Giang và mưa lớn cục bộ. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, hiện mực nước tại trạm Ngô Châu, Quảng Tây, dòng chính của sông Tây Giang đã tăng lên 18,52m vào lúc 20 giờ ngày 8, vượt quá mực nước cảnh báo 0,2m và vượt quá mực nước cảnh báo 1,33m, và tốc độ dòng chảy tương ứng là 4.980m³ mỗi giây, là trận lụt số 1 của Hán Giang vào năm nay. Theo dự báo, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, lưu vực sông Châu Giang vẫn có mưa lớn, mực nước các sông lớn như Tây Giang, Bắc Giang, Hàn Giang vẫn dâng cao. Trước tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Châu Giang, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Lý Quốc Anh đã yêu cầu làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 để phòng chống lũ lụt, tiến hành tham vấn và đánh giá luân phiên hàng ngày. Tăng cường giám sát, dự báo, cảnh báo sớm và lập kế hoạch trước, đồng thời triển khai các mục tiêu phòng chống lũ lụt trên sông, phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi, an toàn hồ chứa trong mùa lũ. Hai tỉnh và khu tự trị ở Quảng Đông đã cử tổ công tác hỗ trợ chỉ đạo công tác phòng lũ. Ủy ban bảo tồn nước sông Châu Giang của Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 3 để phòng chống lũ thiên tai và hạn hán, đưa ra cảnh báo lũ kịp thời, điều động các hồ chứa trọng điểm và nỗ lực giảm áp lực kiểm soát lũ lụt hạ du. Lưu Ninh, Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã chủ trì một hội nghị truyền hình về công tác kiểm soát lũ lụt để triển khai lại và huy động lại công tác kiểm soát lũ lụt. Cục Tài nguyên nước của khu tự trị đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với phòng lũ, ban hành thông báo triển khai kịp thời, tăng cường công tác quản lý an toàn hồ chứa vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét. Cục Tài nguyên nước tỉnh Quảng Đông đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 4 để bảo tồn nước và kiểm soát lũ lụt, đưa ra 30 cảnh báo sớm về tình trạng nước, gửi 3.034 tin nhắn cảnh báo sớm như thiên tai lũ lụt trên núi và cử 3 nhóm công tác đến Mai Châu, Triệu Khánh, Vân Phù và các thành phố khác để hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt. Bộ Tài nguyên nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình của mưa lũ ở lưu vực sông Châu Giang, tiếp tục tăng cường quan trắc và dự báo, đưa ra cảnh báo sớm, tham vấn và phán đoán tình hình mưa lũ, tăng cường lập kế hoạch phòng thủ và cố gắng hết sức để thực hiện tốt công tác quốc phòng. Tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc hiện nay đã bước vào mùa lũ chính. Từ ngày 21 đến ngày 23, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 278.300 người dân trong tỉnh. Tầng 1 của điểm du lịch nổi tiếng Thành Cổ Phượng Hoàng bị ngập nước. Lực lượng cứu hộ đã tới từng nhà tìm kiếm và giải cứu.
Dựa trên các bản tin của Tân Hoa Xã và CCTV, tính đến ngày 23, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 278.300 người ở tỉnh Hồ Nam, 2 người chết, 7 người mất liên lạc, hơn 8.000 người phải di rời khẩn cấp, 170 ngôi nhà bị sập và 10.100 ha diện tích mùa màng bị thiệt hại. Thưa quý vị, trước đó ngày 10 tháng 7, lượng mưa lớn liên tục ở phía Tây Hồ Nam, phía Bắc Hồ Nam và những nơi khác khiến một số trạm quan trắc mực nước trên các dòng chính của sông Tử Giang và sông Nguyên Giang vượt quá mức nước cảnh báo và mực nước của một số các nhánh sông đã tăng lên nhanh chóng. Mưa lớn cũng đã gây ra sạt lở đất, gián đoạn giao thông, lũ hồ chứa, gây sập nhà, ngập úng đô thị và các tình huống nguy hiểm do thiên tai khác ở nhiều nơi. Từ sáng sớm ngày 22 tháng 7 đến trưa ngày 23 tháng 7, lượng mưa lớn nhất ở huyện Phượng Hoàng đạt 320mm, mực nước sông Đà Giang dâng cao khiến một số ngôi nhà ở thành cổ Phượng Hoàng bị ngập lụt. Tại thành phố cổ, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và giải cứu những ngôi nhà bị ngập lụt, gõ cửa từng nhà và tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Kể từ 7 giờ tối ngày thứ Ba, Bộ Quốc phòng tỉnh Hồ Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3. Dự kiến từ 20 giờ ngày 23 đến 20 giờ ngày 24, phía Tây Bắc Trường Sa, phía Tây Thiệu Dương, Nhạc Dương, phía Nam Trường Đức, phía Nam Trương Gia Giới, Nhất Dương, Hoài Hóa sẽ có mưa to. Mưa lớn cục bộ ở phía Tây lưu đi và một phần phía Nam tỉnh Tương Tây. Theo ChinaNews.com đưa tin, Ủy ban giảm nhẹ thảm họa quốc gia và Cục Quản lý Khẩn cấp đã triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 4 cấp quốc gia đối với mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng ở Nghi Dương, Tương Tây, Hoài Hóa và những nơi khác ở Hồ Nam, và hỗ trợ các địa phương làm tốt công tác cứu trợ thiên tai như hỗ trợ đời sống cho người dân bị ảnh hưởng. Một nhà máy thủy điện ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hôm 22, van tổ máy bị hỏng, nước sông tràn vào nhà máy điện, tổng cộng 11 người bị mắc kẹt trong tòa nhà. Tính đến chiều ngày 23, đã xác định được 7 người tử vong, 2 người được cứu sống không nguy hiểm đến tính mạng, 2 người vẫn đang mất tích. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, tại nhà máy điện Quảng Châu ở huyện Đan Bá, tỉnh Cam Tử, tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 1 giờ chiều ngày 22, van của tổ máy số 3 bị vỡ khiến nước sông chảy ngược vào nhà máy điện và 11 người trong nhà máy đã bị mắc kẹt. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày 23, xác định có 7 người chết trong nhà máy, 2 người được cứu sống, không nguy hiểm đến tính mạng, 2 người vẫn còn đang mất tích. Nhân viên tại chỗ cho biết, mặt sông cạnh nhà máy thủy điện cao hơn 8 mét so với bên trong nhà máy, khiến nước sông chảy ngược. Ngoài ra, cửa tổ máy số 3 bị biến dạng do tác động của dòng chảy và không thể đóng hoàn toàn. Hoạt động bơm bên trong nhà máy đã gần hoàn thành và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Người dân địa phương cho biết, khi xảy ra sự việc, họ cảm thấy mặt đất rung chuyển, ban đầu tưởng động đất nhưng sau đó thấy nước lũ từ nhà máy điện tràn ra, anh vội vã cùng đứa con gái 10 tuổi chạy lên sườn đồi. Người dân chỉ ra cạnh nhà máy điện có nhiều cơ sở kinh doanh, ai nấy chạy ra khỏi nhà, nước lũ nhấn chìm các tuyến đường và cơ sở kinh doanh bên cạnh nhà máy. Chỗ ngập sâu khoảng 1,5 mét, các cơ sở kinh doanh bị thiệt hại nặng nề. Kính thưa quý vị, mưa lũ cũng đã gây sạt lở đất tại các xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, xã Bình Dương, Hoàng Tung, huyện Hòa An, xã Đình Phùng, Sơn Lộ, Hưng Thịnh, Sơn Lập, Khánh Xuân, Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa to, một số khu vực mưa to và dông diện rộng làm sạt lở đất đá trên nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và công trình giao thông nông thôn. Mưa lũ gây sạt lở đất tại các xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, xã Bình Dương, Hoàng Tung, huyện Hòa An, xã Đình Phùng, Sơn Lộ, Hưng Thịnh, Sơn Lập, Khánh Xuân, Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. Mưa lớn sạt lở đã làm 31 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trên 3 hectare đất nông nghiệp và đất ruộng bị ngập úng, sạt lở vùi lấp. Các tuyến quốc lộ 4A bị sạt lở ta luy dương, quốc lộ 34 bị sạt lở đất đá ta luy dương. Nhiều tuyến đường tỉnh, đường giao thông nông thôn bị sạt lở ta luy âm, nứt nền, mặt đường bị sói, bong chóc. Nhiều điểm đất đá sạt lở xuống mặt đường, đường tạm bị cuốn trôi. Mưa lớn cũng làm 3 tuyến kênh mương bị sạt lở, vùi lấp. Trường tiểu học Ca Thành, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình xuất hiện vết nứt, sụt lún gây mất an toàn. Ngay sau đó, thông tin về sạt lở, ngành giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục thông tuyến. Ủy ban nhân dân các cấp đã tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo hướng dẫn nhân dân các phương tiện đi lại trên tuyến đường biết để phòng tránh. Chỉ đạo các xã huy động lực lượng triển khai khắc phục tại chỗ, hỗ trợ sơ tán 2 hộ có nguy cơ cao bị sạt lở đất đến nơi an toàn, khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo ngành chức năng có phương án hỗ trợ kịp thời. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.